Chào anh em nhé, hôm nay mình làm cái video so sánh về hai con inverter hybrid trong phân khúc phổ thông này. Nó gọi là đối thủ cũng 3 năm rồi, con SNA này ra thị trường thì bây giờ có cái con Lumen G này thì là đối thủ tương đối xứng tầm để mà so sánh. Đó. 3 4 năm nay thì SNA này nó không có đối thủ trong phân khúc này luôn ha. Thì hôm nay nó thị trường đã ra thêm cái con Lumen G thì bên mình cũng lấy về một con để chạy so sánh thử. Anh em đầu tiên là nhìn về cái giao diện của hai máy thì anh em đẹp xấu thì tùy mỗi người đánh giá. Còn nếu mà để so sánh thì con Lumen G này nói theo đúng nghĩa đen là không có tuổi để so sánh với con này. À, con này mới ra thị trường được vài tháng, còn con này thì đã 3-4 năm rồi. Đấy. Tức là nó hơn con này tới 3-4 tuổi. Thì về cái độ bền và cái độ trâu bò của nó thì thị trường anh em đã chứng minh cách đây 3 năm rồi, nó chạy ổn định, phân phối nhà phân phối làm việc rất là tốt. Đây mình sẽ so sánh về hiệu năng, về các cái kết cấu phần mềm, phần cứng, anh em mình cùng đánh giá. Ở đây là mình đang test thử hai con máy này, đây hai đối thủ, con này đối thủ mới này. Nói chung là nó cũng khá là xứng tầm để mà so sánh với con SNA đấy. Về cái mà anh em quan tâm hay phàn nàn là con đang chạy 4 kg, con này cũng tương đương khoảng tầm 4 kg luôn đấy, độ ổn này. Đây là quạt gió. Rõ ràng là con SNA cái quạt của nó có tiếng hú, còn con này thì quạt nó không có hú. Nhưng mà cái con này được cái này không có lọc bụi, chỉ có cái tấm lưới này thôi thì nó không có ngăn được bụi vào đâu. Thời gian dài thì không có đảm bảo được. Con này thì ít ra còn có lọc bụi, những cái bụi gì nó cản trở một phần thì lâu dài thì nó sẽ tốt hơn. Mình để ý con này nhiệt độ nó khá là cao nha. À. Bây giờ chạy thì lúc sau nó thì lên 50 mấy độ. Con này thì tí nữa check nhiệt độ sau. Mới đầu nghe tiếng quạt nó kêu lên rồi. Đây là cái mặc định của inverter này. Đây là mặc định của máy à, thì khi mặc định nó sẽ nghe như này. Tiếng quạt rất là lớn. Và set theo cái chương trình mới. Và giảm này về 30. Thực ra là mình chỉ cần set cái new slope này thôi là nó đã giảm rồi. Rồi mình set thêm cái này nữa. Nó giảm hơn nữa. Đây đây là tiếng quạt sau khi set rồi. Giảm đi rất là nhiều luôn. Quạt nó quay rất là êm luôn. À. Như này đang tải vẫn là hơn 3 kg nha. Đấy, sạc pin hơn 3 kg. Thì đây là cái firmware mới của SNA, nó cải thiện cái nhược điểm của nó rồi. Rồi về phần kết cấu thì Lumen G thì rõ ràng là nó ra sau thì nó nhiều cái ưu điểm tốt hơn. Cái jack battery này ok này, on này, xịn này. Những cái jack kết nối này ok này, có công tắc on off đây, wifi có sẵn trong máy, bluetooth, wifi phần mềm update nhanh nhưng mà phần mềm còn sơ sài, chưa được mượt mà lắm. Cái màn hình này đánh giá không cao, hiển thị rất là khó nhìn và rối. Các thông số bấm nút xuống thì xem các thông số về ra xe tiếc, trên là thông số pin đầu vào. Con này thì chỉ có một MPPT thôi nha, hai string nhưng mà một MPPT, không phải là hai MPPT. Nó có sẵn cái DC switch cho battery và của PV luôn thì ưu điểm nó hơn được hai này, nhưng mà bù lại ngược lại thì nó lại chỉ có một MPPT, khá dở. Con SNA thì có 2 MPPT thì tốt hơn các phần
kết nối này thì nó làm không bằng mà dây chuyền của nó cách đây 3 năm mà. Đẹp hay không thì tùy thẩm mỹ mỗi người, nhưng mà đây màn hình con SNA này thì ngon, hiển thị trực quan dễ dàng. Con này có cái là phần mềm của nó thì chậm hơn một update, nó cái thời gian update nó chậm hơn con này xíu. Nhưng mà cái các cái chương trình update hay là cái cài đặt từ xa nó tốt hơn. Về cài đặt về battery đi. Nói về battery thì đối với con SNA này á, thì cái phần mềm nó phát triển lâu rồi thì các cái phương thức giao tiếp của nó đầy, nó đẩy thông tin của battery giao tiếp lên khá là chuẩn và đầy đủ. Đấy. Còn ví như con này nó thông tin nó cũng chưa có nhiều, chỉ có dòng sạc thôi. Giao tiếp phần mềm thì có lẽ là nó sắp tới nó sẽ cải thiện, vì hiện tại thì nó cũng chưa thể bằng. À còn một cái nữa là mình tí nữa mình sẽ test hiệu suất xả ha, hiệu suất xả giữa hai con này. Hôm qua mình mới coi thử con này á, coi thử con này xả công suất tải là 5 kg mà nó tiêu hao mất đâu đó 17%, mình tính là 17%, khá là nhiều. Tí nữa test lại con này xem sao. Ở đây là mình đang kiểm tra cái hiệu suất xả của cái con Lumenchi này. Bây giờ chạy hết sức bình thường luôn này. Nó bao gồm là pin mặt trời xuống 2,5 kg, battery xả ra 2 kg và tải là 4,2 kg 4,3 kg. Thì mình lưu lại cái thông số này tí mình tính toán nha. Đấy, hiện tại mình thấy sơ bộ là đầu vào của nó đang là tầm 4,8 kg mà đầu ra còn 4,25 kg thì nó đã mất đâu đó tầm hơn 500W. Cái phần tải backup này, tải loát này hoàn toàn mình không có đấu nha. Đấy, cho nên là nó báo ở đây thì mình tính luôn, chứ mình thực sự thực tải mình không có. Đó là cái kết quả của con Lumenchi. À bây giờ mình sẽ test xả một mình battery thì mình tắt PV đi. Ok nha, tắt PV này. Tắt PV thì lúc này battery xả ra 4,9 kg, tải là 4,7 kg, lấy lưới vào 600 để cho nó ổn định tải một lúc coi. Đây, 4,9 kg bát, tải là 4,2 kg, battery xả ra 4,9 kg, lưới vào 100. Đó, mình chụp lại thông số này để tính toán luôn, để mình so sánh luôn. Đây là xả hoàn toàn bằng battery. Rồi bây giờ đang test xả con SNA đây. À, tải hiện tại cũng là khoảng 4,4 kg ha. À, pin. Thì đây là cái mình đây mình thăm giám sát nội bộ ha. À, thì mình lưu lại thông tin này, tải 4,4 kg, pin mặt trời xuống 1,38 kg và ắc quy xả ra là 3,3 kg. Rồi. Mình tiếp tục tắt PV của nó đi để cho nó xả một mình pin ắc quy thôi. Rồi sau khi tắt PV đi thì đây là cái hiệu suất xả ắc quy của nó 4,64 kg và ra tải là 4,4 kg. Rồi anh mình thấy sơ sơ là có cái sự chênh lệch về hiệu suất rồi. Lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ test cái khả năng bám tải của hai máy ha. Thì nó đều bây hiện tại là PV đang dư và xả battery. Thì đối đây đang chạy với con lúc này. Máy đang báo ra 1,13 kg. À, đây là đồng hồ mình đo tải.
Đây là đồng hồ mình đo lấy lưới vào thì đây nó hiện là dòng dòng mặt cáng, đây là 1,8 1,9A, rộng rất là rõ nhỏ luôn. Đó, và nó điều tiết cái công suất bám tải thì gần như là bằng không. Đó. Và cái đây là hệ số công suất đây, số cột phi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mở điện của con Lumen lên để cho nó chạy và tắt con lốc đi. Rồi, tắt lốc đi nhỉ. Thì hiện tại Lumen bắt đầu hạ lưới rồi, bắt đầu hạ lưới thì công suất nó bắt đầu giảm đi rồi. Đây, sử dụng vẫn là 1,9 đây. Ở đây thì Lumen Chi nó cũng bán tải ở mức thấp xỉ 0W, nhưng mà cái dòng phản cáng này nó cao hơn chút. Đây, đấy, số công suất là không chấm mấy. SNA thì nó vẫn nhỉnh hơn. Cái dòng này càng nhỏ ấy, thì chứng tỏ là cái độ điều tiết của máy nó càng tốt. Cái dòng này rất là đây còn 4 5A, trong khi con lúc chỉ chạy có loanh quanh 1 2A thôi.